Sang những thông tin quan trọng khác, thưa quý vị, 25 suất quà vừa được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức trao tặng cho người nghèo tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tham dự buổi trao quà. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã trao tặng 25 phần quà, mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng cho người nghèo tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Dịp này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuyên Mộc đã giải ngân 2 tỷ đồng cho 65 hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Hiệp. Tính đến nay, tổng dư nợ ủy thác của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh qua các tổ chức chính trị xã hội của xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc hơn 110 tỷ đồng.